cần triệt để với bạo lực học đường. Kê khai tài sản người thân không trung thực, công chức sẽ bị nghỉ việc. Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc poker khủng. 8 thanh thiếu niên trước say thiếu nữ 16 tuổi rồi giở trò đối bại. Tổng thống Biden mời Tổng thống Ukraine tới Nhà Trắng. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp 11 giờ 30 phút trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chương trình trưa ngày hôm nay, bên cạnh những thông tin đã được chúng tôi điểm qua, sẽ còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị và các bạn đón xem. Liên quan vụ lộn xộn giữa học trò và giáo viên ở tỉnh Tuyên Quang, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn thừa nhận mức độ vụ việc nghiêm trọng không thể chấp nhận được. Ông đánh giá trách nhiệm thuộc về nhiều bên, từ giáo viên, nhà trường, học sinh tới phụ huynh. Trước mắt cần biện pháp để xử lý nghiêm. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh, trước đó lãnh đạo một trường ở quận 5 xác nhận xảy ra tình huống học sinh lớp 8 bị giáo viên môn công nghệ bạo lực học đường. Hai chuyện buồn liên quan mối tương tác trong môi trường giáo dục trên gây sốc nhưng không lạ bởi nó nối dài những hành vi thiếu chuẩn mà báo chí lâu nay đưa tin. Giải pháp đương nhiên là những biện pháp triệt tiêu nguyên nhân, nhưng biện pháp thế nào thì dường như vẫn bị yếu tố loay hoay cản trở. Quy định không thiếu, công tác tuyên truyền, vận động ý thức chung tay giữa gia đình, nhà trường, xã hội cũng nhiều rồi. Việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo các sở, phòng, ban giám hiệu là làm tốt quy định, công tác ấy. Những người thân của cán bộ, công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập là vợ hoặc chồng, con, chưa thành niên của người đó. Cán bộ, công chức không chỉ kê khai tài sản của mình mà còn phải kê khai tài sản của người thân. Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm, không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý theo quy định tại Điều 51 của Luật phòng chống tham nhũng. Người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm. Theo đó, tùy vào mức độ của hành vi, công chức kê khai tài sản của người thân không trung thực có thể bị xử lý nặng nhất là buộc thôi việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức poker. Trong đó có 11 bị can bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc trú tại thành phố Hà Nội, gồm Trần Xuân Minh, sinh năm 1990, Đào Anh Dũng, sinh năm 1992, Hồ Chí Phương, sinh năm 1981, Đỗ Tiến Dũng, sinh năm 1995, trú tại quận Cầu Giấy, Lê Minh Hoàng, sinh năm 1992, trú tại quận Hoàng Mai, Phạm Thị Hoàng Anh, sinh năm 1992 và Mai Hoàng Phương Trang, Ngô Thị Quỳnh, sinh năm 2003. Trong 16 bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc có một số là người nước ngoài. Qua tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 10/2019, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ TBT Hà Nội xin thành lập câu lạc bộ Luskat Palace. Tháng 3/2022, Trần Văn Đồng làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật đã thuê hai căn nhà ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội để làm địa điểm tổ chức câu lạc bộ Luskat Palace. Ngày 15 tháng 10, khi câu lạc bộ Luskat Palace đang tổ chức cho nhiều người Việt Nam và người nước ngoài đánh bạc bằng hình thức poker tại phòng VIP 1, VIP 3, tầng 3 thì bị tổ công tác Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bắt quả tang. Trong hai phòng này, cơ quan chức năng thu giữ số phỉnh tương đương với hơn 280 triệu đồng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 34 điện thoại di động, 284.330 điểm chip tương đương hơn 284 triệu đồng và nhiều đồ đạc, tài liệu khác phục vụ cho việc tổ chức. Cũng xác định tổng số tiền sử dụng tham gia đánh bạc bằng hình thức poker khoảng trên 20 tỷ đồng. Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Hà vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng về tội cưỡng bức. Các bị can bị khởi tố gồm Đào Thế Dê, sinh năm 2007, Nguyễn Việt Anh, sinh năm 2004, Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2005, cùng trú tại xã Vĩnh Lập, Ngô Đức Dê, sinh năm 2006 và Lê Xuân Đê, sinh năm 2007, cùng trú tại xã Thanh Hồng, Phạm Văn Hát và Nguyễn Văn Đê, đều sinh năm 2007, trú tại xã Thanh Cường, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Nguyễn Xuân TH,
sinh năm 2006, trú tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Thông tin ban đầu do quen biết từ trước với thiếu nữ tên Quy, sinh năm 2007, trú tại huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ngày 4 tháng 12. Thế Dê rủ Quy về huyện Thanh Hà ăn mừng sinh nhật mình. Lúc này, bạn của Thế Dê là Nguyễn Xuân TH nảy sinh ý định xấu với Quy nên bảo một số đối tượng chuốc rượu cho Quy say. Đến khoảng 2 giờ ngày 5 tháng 12, em Quy say không còn nhận thức thì TH, Thế Dê đưa Quy vào một nhà nghỉ ở xã Thanh Quang. Tại đây, Thế Dê, TH lần lượt giở trò đòi bại với Quy. Sau khi nhận được đơn trình báo của em Quy, công an huyện Thanh Hà đã khẩn trương điều tra, ra lệnh bắt người khẩn cấp đối với nhóm đối tượng, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án. Khởi tố các bị can, tạm giam 7 đối tượng, riêng Nguyễn Văn Đê được bảo lãnh cho tại ngoại. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang khẩn trương trưng cầu giám định, củng cố hồ sơ làm rõ hai đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích đối với các nhân viên cây xăng để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 1 tháng 12, tại cây xăng Petrolimex số 11 ở đường Tăng Bạt Hổ, phường Tây Lộc, thành phố Huế, do mâu thuẫn trong lúc đổ xăng, Hồ Công Chính, sinh năm 1976, trú tại phường Phú Hội, thành phố Huế và Nguyễn Khắc Chính, sinh năm 1980, trú tại phường Tây Lộc, thành phố Huế, có hành vi dùng vỏ chai bia, bàn ghế nhựa tấn công hai nhân viên cây xăng khiến hai người này bị thương. Hình ảnh camera an ninh cho thấy, mặc dù ở nơi công cộng giữa ban ngày được nhiều người can ngăn, nhưng Công Chính và Khắc Chính vẫn thể hiện hành vi hung hãn, liên tiếp tấn công hai nhân viên cây xăng. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc không khỏi bất bình về hành vi này và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm. Những thông tin đáng chú ý được chúng tôi cập nhật liên tục đến 11 giờ 30 phút trưa nay sẽ nối tiếp chương trình ngay sau đây. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách xã hội, trong đó có người bán dâm. Tờ trình này gửi Hội đồng Nhân dân thành phố để thông qua tại kỳ họp diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 12. Theo tờ trình, thành phố Đà Nẵng đề xuất duy trì chính sách hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng trên người trên khóa học nghề. Đối tượng áp dụng bao gồm lao động là thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật, học sinh bỏ học, lao động là người hoạt động mại dâm hoàn lương. Ngoài ra, lao động trong các hộ bị thu hồi đất sản xuất sẽ được thành phố hỗ trợ đào tạo nghề tối đa 3 triệu đồng trên người trên khóa học. Điều kiện để được áp dụng hỗ trợ là người lao động có hộ khẩu Đà Nẵng. Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo cảnh báo người bệnh tránh bị lừa đảo nợ tiền khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Theo đó, bệnh viện nhận được phản ánh của bà NTT về việc bà T nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là người của cơ quan bảo hiểm xã hội, thông báo về khoản nợ 29 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong khi đó, năm 2023, bà T chỉ đến khám và sử dụng dịch vụ tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh chỉ 2 lần. Bà T phản ánh, để tăng tính chân thật, các đối tượng đã cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân như số căn cước công dân, mã thẻ bảo hiểm y tế, ngày sinh. Nếu không thanh toán khoản nợ này thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ gửi hồ sơ lên tòa án. Bệnh viện Y học cổ truyền cho biết, sau khi xác minh và điều tra, cũng như thông tin cảnh báo đăng tải trên các phương tiện truyền thông, bệnh viện khẳng định đây là một chiêu thức lừa đảo khá phổ biến nhằm hướng tới người dân nhẹ dạ, cả tin. Bệnh viện khuyến nghị người dân thường xuyên cập nhật tin tức, nâng cao cảnh giác và báo cho các cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý khi nhận được các cuộc gọi tương tự như trên. Apple lần đầu phân bổ cho Việt Nam các nguồn lực để sản xuất máy tính bảng iPad, bước đi quan trọng nhằm củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm sản xuất thay thế bên ngoài Trung Quốc. Nguồn tin nói rằng Apple đang hợp tác với BYD của Trung Quốc, một nhà lắp ráp iPad quan trọng để chuyển nguồn lực giới thiệu sản phẩm mới sang Việt Nam. Các nguồn tin nói với Nikkei Asia rằng quá trình xác minh kỹ thuật để sản xuất thử nghiệm mẫu iPad sẽ bắt đầu vào khoảng giữa tháng 2 2024. Mô hình này sẽ có sẵn vào nửa cuối năm tới. BYD cũng là nhà cung cấp đầu tiên của Apple chuyển dây chuyền lắp ráp iPad lần đầu tiên sang Việt Nam vào năm 2022. Sự thay đổi nguồn lực kỹ thuật MBI này tập trung vào các mẫu máy cấp thấp hơn thay vì các dòng iPad Pro cao cấp. Đang hết tuần lễ đầu tiên của tháng 12 năm 2023, cũng là cuối tháng 10 âm lịch, thị trường Tết Giáp Thìn 2024 đang khởi động một cách chậm chạp. Sự dè sẻn của đa số người tiêu dùng và xu hướng đón Tết tiết kiệm không nằm ngoài dự đoán cũng như sự chuẩn bị của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa.
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị tiếp tục kích hoạt hiệu quả các chương trình bình ổn thị trường với 45 doanh nghiệp lớn tham gia và hơn 10.000 điểm bán hàng. Các mặt hàng bình ổn thị trường chiếm thị phần từ 25% đến 43%. Các doanh nghiệp bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong một tháng trước Tết và một tháng sau Tết, sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết, tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường, thiếu hàng cục bộ nếu có. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 11 giờ 30 phút trưa. Mời quý vị theo dõi. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới một cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 12 tháng 12. Theo Reuters, cuộc họp trên dự kiến thảo luận về cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga cũng như tầm quan trọng sống còn của việc Washington tiếp tục hỗ trợ Kiev phòng thủ. Nhà Trắng cho biết hai bên sẽ thảo luận về những nhu cầu cấp thiết của Ukraine giữa thời điểm Nga tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ở Ukraine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karina Jean-Pierre nói rằng cuộc họp nhấn mạnh cam kết không thể lay chuyển của Mỹ trong việc hỗ trợ người dân Ukraine khi họ tự bảo vệ mình trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Nhà Trắng đang muốn đạt được thỏa thuận với Quốc hội Mỹ về việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine và Israel. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đã đưa Nvidia trở thành một trong những công ty công nghệ quan trọng nhất thế giới, có vốn hóa hơn 1.200 tỷ USD. Nvidia trong tuần qua tiết lộ lợi nhuận hàng quý đã tăng đáng kinh ngạc 843% chỉ trong một năm, từ 656 triệu USD lên đến 6,2 tỷ USD. Theo báo The Telegraph, doanh thu từ hoạt động của trung tâm dữ liệu phản ánh nhu cầu về chip trí tuệ nhân tạo tốt nhất thị trường của Nvidia đã tăng 141% chỉ sau 3 tháng, vượt qua cả mọi kỳ vọng của phố Wall. Công việc của Nvidia về đồ họa máy tính vào những năm 1990 đã dẫn đến việc phát minh ra bộ chip xử lý đồ họa CPU, một loại vi mạch dành riêng cho các hoạt động tin học và game video trên máy tính. Nvidia tiếp tục phát triển mạnh trong thời kỳ bùng nổ tiền điện tử vào năm 2017 và 2021, thời điểm các bộ chip xử lý của họ hỗ trợ rất hiệu quả trong việc đào Bitcoin. Hiện nay, hầu hết mọi công ty và chính phủ đều đang nỗ lực đầu tư vào AI, Amazon, Microsoft và Google. Những công ty vận hành các trung tâm dữ liệu điện toán đám mây khổng lồ đang đặt hàng chip bán dẫn với Nvidia trị giá hàng tỷ USD. Vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và bày tỏ sự không hài lòng với quan điểm chống Israel do các đại diện của Nga đưa ra tại Liên Hiệp Quốc. Theo hãng tin Reuters, trong cuộc điện đàm với ông Putin, ông Netanyahu cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ sự hợp tác nguy hiểm của Nga với Iran. Điện Kremlin nhấn mạnh Moscow sẵn sàng cung cấp mọi hỗ trợ có thể để giảm bớt đau khổ cho dân thường và giảm leo thang xung đột tại Gaza, Điện Kremlin cho biết. Trong tuyên bố, Tổng thống Vladimir Putin đã tái khẳng định quan điểm cơ bản là không để việc chống lại các mối đe dọa gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường. Những thông tin nổi bật về các sự kiện trong nước và quốc tế đã khép lại chương trình buổi trưa của chúng tôi. Để cập nhật những thông tin mới nhất, quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!